Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm và luật sư Hoàng Ngô. Trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua số điện thoại màn ảnh là 893-3264. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Yeah, luật sư cho tôi hỏi, tôi đến 6/2017 á, tôi có được bồi thường về tai nạn ở chỗ tôi làm đó là được 19.000. Dạ, thì bây giờ chưa đủ 10 năm và tôi không đi làm được nữa, là tháng 6/2018 là tôi 65 tuổi đó, là tôi xin với tiền SSI đó, xã hội nói tôi còn 19.000 thì xài một năm là chưa hết. Bây giờ chứng minh làm sao mà xài hết thì mới tiếp tục cho, tôi không hiểu chứng minh sao. Cái nhất, cái thứ hai, thí dụ tôi mua cái xe của con tôi là 89.000, rồi có được tính vô trong cái tiền đó không, luật sư ạ? Điều thứ nhất là ông nên hỏi cái người khi ông làm cái workers comp á, thì chắc là có người luật sư của ông phải không? Dạ. Tốt nhất là ông nên hỏi cái ông luật sư mà làm cái workers comp cho ông cho biết cái tình trạng như thế này, thì ông có thể cho ông cái lời khuyên, tôi nghĩ đó là tốt nhất. Về vấn đề những cái chi phí đó thì ông có thể phải chứng minh, chẳng hạn ông mướn nhà là hay ông mướn nhà phải không, thì ông có mấy cái receipt, những cái tiền mướn nhà cho họ biết là ông phải trả tiền nhà bao nhiêu, điện nước, điện thoại, tiền xe. Thì nếu mà xe đó thì tôi nghĩ là ông phải chứng minh là cái xe đó là xe của ông cần phải có cái xe đi, thì ông phải mua chiếc xe đó thì phải đứng tên của ông. Tôi không nghĩ là ông nên để đứng tên của con ông. Thì basically đó là những cái, nói chung đó là ông phải chứng minh là cái 19.000 đó được sử dụng vào trong những cái chi phí mà cần thiết của ông trong cái cuộc sống của ông. Thí dụ như trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống chẳng hạn, hay là như nào xe cộ, đổ xăng, hay là tiền mua xe để có xe đi. Thì ông add up lên cái đó, thì trước khi ông SSI thì tôi nghĩ là họ chỉ làm khó ông thôi, để và đầu họ làm trì hoãn cái việc mà ông có thể xin được cái SSI benefit. Dạ, thí dụ cho tôi hỏi cái con tôi bán cho tôi chiếc xe đó 89.000 là chứng minh được không anh? Còn ông bán thì ông miễn đó là ông chứng minh là ông mua chiếc xe đó 89.000. Chứ ông nói là con ông bán cho ông mua 89.000 thì đó là cái vấn đề khác nữa. Ok. Ông bây nên giờ tôi không có xe mà. Tôi biết ông có xe. Con tôi bán họ có biết là con tôi bán mà. Ok. Trong một địa chỉ họ biết à. Ok, thì miễn á là trước khi á mà chuyển nhượng qua cho ông đó, ông check cái thường thường á mấy cái tiệm liquor nó có cái mấy cái tạp chí, cái magazine nó về bán xe đó, xe cũ á, hoặc là ông lên cái Blue Book, nó có một cái app của cái tụi chuyên môn Blue Book là Cali Blue Book. Thì ông coi cái xe đời đó, ok, thì cái giá bán là bao nhiêu, thì với ông tính là cái giá mà con ông bán là cái giá mà thường người ta ở ngoài họ sẽ bán là giá là bao nhiêu. Dạ tôi chỉ biết cái xe đó thì bán là 89.000 được á. Dạ được. Đúng đó. Dạ. Đúng, nhưng mà ý tôi nói là con tôi bán họ có công nhận không ạ? Thì bây giờ ông try thử thôi, chứ bây giờ sao giờ, còn không ông phải mua của người ngoài thôi. Mua từ ngoài, bây giờ tôi có tiền đó, tôi mua. Thì bởi vậy, bây giờ tôi muốn chứng minh tôi xài hết trơn cả năm trời. Nhưng mà tôi xài hết trơn rồi, tôi xài về. Dạ, tôi biết. Nếu ông cho tôi nữa, tôi hiểu sao tôi không làm nổi được nữa. Dạ, nếu con ông bán đó, thì ông cũng phải có cái check để ông trả cho con ông cái số tiền đó. Chứ ông phải nói, ô, con tôi bán cho tôi như vậy. Ok. Dạ, ok. Cảm ơn ông nha. Thank you. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Tôi luật sư Hoàng Ngô nghe đây. Hello. Xin chào.
Xin chào luật sư. Tôi muốn hỏi về câu hỏi như là tôi mới bị accident đó. Dạ vâng. Tôi mới bị accident mà cái người kia đụng tôi á, là họ không có bảo hiểm. Mà tôi thì có bảo hiểm có 1,5 triệu. Thì như vậy đó rồi trên xe tôi thì có 4 người. Rồi mấy người cũng bị, 2 người bị đi bệnh viện á. Thì như vậy thì bên cái người bên kia họ có đền bù cho mình cái gì không ạ? Xe thì bị total loss luôn rồi, hư hết ạ. Thì trong đây xin lỗi cô á, mà trong đây nếu cô nói là bên kia không có bảo hiểm á, thì bên kia người mà có lỗi bảo hiểm đối phương nó không có bù cho cô. Mà hơn của cô là cô nói là cô có mua bảo hiểm theo Mỹ là uninsured. Uninsured là cái 1,5 triệu đó. Rồi nếu vậy đó là cô phải báo cáo với bảo hiểm của cô là cô bị đụng xe bên kia, là lỗi của bên kia mà nó không có bảo hiểm. So theo cái bảo hiểm của cô á, là cô được xin cái UIM của cô, cái bảo hiểm 1,5 triệu của cô. Rồi trong đây á, là cái 1,5 triệu là cô mua bao nhiêu vậy cô? Cô có biết cô mua 1,5 triệu của cô là 15, 30, 25, 50, 50, 100 hay gì không trong cái đó? Dạ, 30 á. 30, 60 phải không? Nếu vậy là nếu luật sư cá là 15, 30 hay là 30, 60? 15, 30 hay 30, 60? 15, 30. 15, 30 thì nếu trong đây á, là cái bảo hiểm của cô á, nó đền hết cho cô với ba cái người trong cái passenger của cô á, là hết trong cái xe đó là được 30,000. Mà mỗi người không có được hơn 15,000, cho cô biết vậy. So cái maximum á, là bảo hiểm của cô nó được đền cho hết cái tai nạn này, cho đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi thuốc bodily injury là 30,000, là 30. Mà mỗi người không có được hơn 15,000, cho cô biết vậy. Thì nếu thường thường vậy, cô hiểu không? Mình có có bị lên bảo hiểm không bác luật sư? Thì cái đó không có lên, cái đó là không phải lỗi của cô mà bên kia không có bảo hiểm. Rồi trong này bảo hiểm của cô nó không có tăng lên. Thì thường thường nó theo cái xe trước. Rồi nếu xe của cô có 15-30 thì bảo hiểm của cô nó trả hết cái đó trước. Giờ nếu mà mấy người mà trong xe của cô có bảo hiểm riêng của nó, ha, có bảo hiểm xe riêng của nó đó, thì cái bảo hiểm đó là nó để là access, là bảo hiểm của cô xài hết cái 30,000 á, thì nó mấy người bên kia mới được xài bảo hiểm của người ta được. Thì trong cái đây đó là bảo hiểm của cô nó bắt đầu cái 30,000 trước cho cô. Thì giờ cô phải báo cáo với bảo hiểm của cô là cô bên kia không có bảo hiểm. Cô có mua một bảo hiểm 1,5 triệu, 15-30, cô muốn file cái claim với cái bảo hiểm đó. Thì họ đền cho tôi cái xe có 3,5 triệu à. Mà dạ, cái xe mình thì trị giá nó hơn vậy, mà bảo hiểm mình đền cho có 3,5 triệu vậy thì mình rất cần kiện cái người kia ra tòa không ạ? Cô muốn kiện người kia ra tòa thì không có sao, mà nếu kiện người chia ra tòa người ta không có bảo hiểm, chắc người ta cũng không có tài sản á, thì theo á là chắc nó cô có cái judgment thôi, mà cô cũng phải collect cái judgment đó, thì chắc nếu cũng phải theo dõi, nếu nó không có muốn trả thì cái đó cũng khó cho cô. Cho cô biết vậy. Dạ, yeah, mà cái bảo hiểm của cô nếu là cái total loss thì nó trả 3,5 triệu, nếu cái đó cái maximum cô mua hay nghĩ cái bảo hiểm đó nó đưa cho chiếc xe của cô á, thì giờ nếu cô muốn kiện cái bảo kiện người mà đụng xe thì cô được quyền kiện, mà chắc cái đó chắc cũng small claims, thì chắc luật sư cũng nghĩ chắc cũng small claims, nếu xe của cô là cũng cũ đời hay gì phải không cô? Thì coi như không biết là mình có được hơn không hả luật sư? Dạ, dạ vâng. Ok.
Mà giờ nếu cô muốn đi bác sĩ, cô muốn đi bên kia mà mấy người trong xe của cô có đi bệnh viện, có mấy cái bill của bác sĩ bệnh viện đâu mấy cái đó, thì cô phải báo cáo với bảo hiểm của cô là cô phải làm, cô có cái bảo hiểm 1,5 triệu. And then bảo hiểm của cô thì nó coi là nó muốn make sure là bên kia không có bảo hiểm, thì nó phải coi xin cái DMV, nó xin cái SR1 cho cái ngày đụng xe, sau đó nó xin cái SR19 là nói là bên kia cái certificate cái trắng là nó bên kia không có bảo hiểm, nó mới bắt đầu mở cái hồ sơ uninsured cho cô. Ok. Dạ dạ. Okay. Cảm ơn luật sư nha. Cảm ơn cô. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Cho cái chỗ luật sư có làm về DUI không vậy? Dạ, tôi có làm về DUI anh. Dạ. Yeah. Anh mới bị lần đầu tiên hay sao? Cái lần đầu tiên, nhưng mà tại dùng thuốc ngủ á, dùng thuốc giảm đau á. Cho nên là bị accident, nhưng mà không có chỉ đụng vô cái cột gì thôi. Rồi cảnh sát nó tới nó thử máu thì nó thấy trong người mình có không có rượu, nhưng mà có mấy cái chất thuốc. Cái chất opioid á. Cho nên là không biết làm sao nữa, cho nên là hỏi luật sư tham khảo giùm á. Dạ. Yeah. Thì sau đó nó có lấy cái travel license của anh, nó cho cái travel license tạm. Lấy xong rồi trả lại, lấy cho DMV nó lấy xong rồi nó thấy không về cái độ mà nồng độ rượu không có rồi nó trả lại, nhưng mà nó bắt buộc phải ra tòa. Ra tòa thì nó nói cái tội là mày không có ứng dụng, nhưng mày dùng mấy cái thuốc mà đau nhất á, thì cái thuốc đó là cũng không được nữa. Dạ. Mà mấy cái nên nó là ra tòa không biết là có cãi được hay là mình nhận tội không biết làm sao. Mấy cái thuốc anh uống đó, anh có cái giấy to của bác sĩ không, là có giấy. Dạ. Anh mấy cái thuốc đó anh uống là thuốc của anh, không phải là thuốc của người khác hay gì, phải không? Thuốc của em uống là cái thuốc nó có chất cái dược thuốc mà thí dụ như thuốc morphine, thuốc mấy cái thuốc mà nó có cái đau nhất á, chỉ đau nhất á. Dạ. Mà luật sư hỏi là cái thuốc đó là cái to đó là của tên của anh không phải uống là cái thuốc của người khác hay của gia đình ha? Của em. Ok. Dạ, thì nếu mấy cái đó là tốt nhất là nếu anh muốn gọi văn phòng để tham khảo rõ với luật sư Hoàng ha, luật sư ở văn phòng ấy, thì cái đó nói chuyện cho anh rõ hơn được, thì ở đây mình cũng... Luật sư Hoàng là luật sư Tự Hoàng đó hả? Dạ. Không, là Hoàng Ngô, là luật sư đang nói chuyện với luật anh. Luật sư đang nói chuyện với anh đó. Rồi, ok, xin lỗi ha. Vậy cho cái số điện thoại ha. Dạ. Thì lát nữa ở đài cuối cái show này có cái đài cho anh gọi vô, ok? Dạ, số điện thoại là 714... 798 798 7579. Ok. 798 7579. Cảm ơn. Ok, cảm ơn em. Dạ, tới đây thì chúng tôi phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại. Hẹn quý vị chờ đường dây, tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình. Chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi quý vị.